câu hỏi đầu tiên của anh là lý do vì sao em tìm đến chị Việt Hương mà không phải là một người nghệ sĩ nào khác. Dạ, lý do là chị Việt Hương là động lực cho em, bởi vì ngày xưa ở chương trình Thách Thức Danh Hài em đã từng thi và chị Việt Hương nói với em một câu: mày phải làm nghề, mày phải làm nghề. Em hỏi là sao chị? Thì mày lấy hai cặp giò của mày, mày làm nghề. Nhờ cái câu đó, rồi sau đó may mắn chị Hương chấm em trong chương trình Cười Xuyên Việt nữa. Và rõ ràng là em thấy chị Hương có duyên với em. Chị Hương hiểu hết, hiểu được em, hiểu được cái mà em đang làm. Tất cả mỗi dòng là chị Hương đều nhận xét. Và chị Hương nói chung là chị Hương cho em một cái động lực để em đi. Thì đó là lý do mà em tìm chị Việt Hương. Còn lý do mà em lấy tên Sài Gòn New Game là do em thích Sài Gòn, em thương Sài Gòn. Bởi vì trong Cười Xuyên Việt em cũng đã từng có một tiểu phẩm nói về Sài Gòn là Khờ, và có anh Nha Carrick nữa. Và cái tên này Sài Gòn New Game thật ra không phải là em lấy tí ý tưởng từ bộ phim Sài Gòn New Game. Nhưng mà em cũng đã có xin phép anh Lý Minh Thắng, đạo diễn của bộ phim Sài Gòn New Game, cho em lấy cái tên này, em thế chữ kem vô. Và em thì em thích cái gì đó nó em thích một cái nhỏ nhưng mà em to lớn nó lên. Ví dụ như ngày xưa trong Cười Xuyên Việt em có làm Tình Anh Bán Mắm, là nước mắm và nước tương đấu với nhau, thì em thích làm những cái nhỏ, ví dụ như đây là kem, em sẽ phát triển nó lên thành cái gì đó lớn lao. Dạ. Dạ. Cảm ơn Hồng Thanh. Dạ. Việt Hương rất là bất ngờ. Việt Hương xin đánh chánh là khi Việt Hương chấm một cái chương trình mà thi hài liên tục đó, thì một ngày có thể phát sóng đó, một chương trình chỉ có 6-4 người, hoặc là nhiều lắm chương trình hay thì 4, mà chương trình không hay thì cỡ 6 người thi. Cho nên nhưng mà lúc mà quay hình đó, thì một ngày Hương chấm một số ít nhất 12 người, và nguyên một cái ngày là có thể là mình quay tới 3-4 số. Cho nên cái câu mà Hương động viên các bạn trẻ đó, thì hoàn toàn hôm nay Hồng Thanh nhắc Hương mới nhớ là đã từng nói với bạn này là em phải làm nghề đi. Tại vì người nào Hương có nhiều câu rất thẳng với nhiều người cũng không thích Hương, là Hương nói là em không nên làm nghề và nên chia sẻ thật với người đó. Vậy em không có năng khiếu, em đi theo nữa sẽ mất thời gian. Nhưng có nhiều người đi qua tới Mỹ, đó là cái cô ca sĩ Ngọc Hội thì phải, cũng tới nhà Hương và cảm ơn nhờ chị cộng duyên mà em làm nghề. Thì Việt Hương cũng quên mất khi em nói cái tên, tại cái tên em thì Hương mới nhớ ra. Ngày hôm nay Thanh cũng nói câu đó, thì thật tình là Hương xin đính chính là Hương không hề nhớ cái cậu này là ai. Chỉ có nhớ là khi Hương chấm Cười Xuyên Việt, thì Hương chấm rất nhiều chương trình cho nên Hương chấm bằng cảm xúc. Diễn viên ăn nhau là khi lên sân khấu, thì lên sân khấu hay thì mình chấm hay, dở thì chấm ở. Nhưng cái mùa của Thanh thì anh chàng này rất là nổi trội, mà nếu quý vị xem lại thì quý vị thấy anh này nổi hơn tất cả những người khác, thì mình chấm thôi. Và vô tình Hương cho con điểm số của ảnh là 9-10 và chỉ có 1-9.5, thì nó quá là bất ngờ với khán giả là tại sao lại nhiều điểm 10 tới như vậy. Là vì tôi thích cái nét hài nó không giống như những cái nét hài đang bây giờ, có nghĩa là có thể nó nhỉnh hơn, nó lố hơn một chút, hoặc là nó lạ hơn một chút, thì Hương thích vậy. Hương không muốn nó bằng nhau, đều nhau, tự nhiên có người vượt trội lên thì Hương thích cái người đó. Và tại sao Hương lại được thuyết phục bởi anh chàng này thì Hương chưa kể hết với Song Minh, là cũng như tất cả các anh chị ở đây, là việc trước tiên là tôi thấy anh này cái năng lượng anh truyền ra cho tôi nó hơn tôi. Anh tới anh đưa cho mình một cái kịch bản mà tôi ngồi đó tôi nói rồi em nói đi, mà em kể hết tất cả các vai, kể cả một cái vai quần chúng em cũng diễn luôn, vai này sao này chị, vai này kia, vai kia, vai này này chị, ảnh diễn hết một cái vai. Trong tất cả nãy giờ các bạn xem là một mình Thanh đóng hết vai của Hà Hiền, vai này nọ nó đóng hết luôn. Thì Hương thấy cái năng lượng bạn này khủng khiếp. Và tôi đã từng nói với một cái quán quân khác là em làm đi, đưa kịch bản cho chị coi như thế nào, chị hỗ trợ. Và tất cả các bạn thì tôi chỉ có duyên với Lập thôi. Khi tôi chấm Quỳnh Lập thì Quỳnh Lập quán quân năm đó, thì năm đó tôi lại làm live. Cách năm sau tôi làm live show cho nên tôi có mời bạn. Còn những năm sau tôi muốn hỗ trợ lắm mà tôi không có sân khấu, tôi không biết làm bằng cách gì. Thì tôi nói là các em cứ đưa kịch bản cho chị, nếu mà được chị hỗ trợ tất cả luôn. Thì chưa có ai làm như là Thanh. Tôi chỉ nói là giống như nói ngày hôm nay thì Thanh đưa tới và Thanh diễn hết tất cả các vai, làm hết tất cả các vai mà kịch bản lại hay. Khi mà em nói là Sài Gòn, anh yêu kem, thì Hương muốn bạn
giải thích cho tôi cái kem, tại sao bạn lại là kem mà không phải là kẹo, là bánh, có thể là cái bánh tráng me ngày xưa, hoặc là cục kẹo bột, hoặc là tất cả những cái đó ngày xưa cũng có, tại sao bạn không làm? Thì tôi rất thích Sài Gòn là hai mùa nắng mưa. Mùa nắng thì chúng ta tất nhiên là nghĩ đến chuyện ăn kem rồi, người Sài Gòn thì rất thích ăn giặt vào buổi trưa xế, và buổi chiều dù có mưa đi nữa cũng đợi tạnh mưa cái đạp xe, lúc đó hay đạp xe ra ngoài bến Bạch Đằng để ăn những cái kem và những que kem, nó rất là đặc biệt của người Sài Gòn. À, người Sài Gòn hay nóng lực đổ mồ hôi, thì cái đó tôi thấy rất là ấn tượng đối với Hương. Và Hương đã có 7 năm diễn ở một cái sân khấu ngay cái quán kem. Hương diễn cái sân khấu đó, nghĩ với bạn nào mà đồng trang lứa với Hương như mình thì chắc là biết ngay là cái quán kem đó, quán kem gì, và Hương diễn bao nhiêu năm. Cho nên nghe thấy thú vị. À, khi mà bạn thú vị thì thật tình cái kịch bản cũng chuyện rất là ngắn, mà lúc đó chưa có loại ra dụ tiền. Cho bên mình cứ nói, à, được, để chị về chị suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì mình bỏ qua, mình lo mình làm chuyện khác, mình không đóng phim. Thì Thanh lại đi lên với anh chàng này, và anh chàng này cái năng lượng cũng như anh chàng này luôn, cũng hai người cũng thuộc, chị biết không, có máy sẽ như vậy nè, mà nó tả như là 6 cái máy vậy đó. Còn nó làm, hai thằng nó làm trong chùa, nó làm dữ lắm, rồi nó làm quá, hiểu không? Rồi lúc đó mình đâu có chùa mà, tâm đâu có động được, tâm đang tỉnh, nói thêm, hai bay làm quá, đợi khi nào tôi qua ra khỏi chùa. Mà đến khi mà hai bạn này được cái câu đó của Hương thì về phát triển cho tới 3 tập, thì lúc đó mời Hương lên quán cà phê, chứ đâu còn chùa nữa. Phóng lên chửi 2 tiếng hồ qua sao. Thì lúc mà Thanh chụp cho Việt Hương tấm hình là lần đầu tiên đó, à, tấm hình Thanh chuyển nước biển, thì Hương mới nói là em hãy cố lên đi. Và Hương đã gửi lại một tấm hình gì? À, cái gì nè ta? Dạ đúng rồi, chị Hương cũng vô nước biển sau khi đúng rồi, cái đó em tính kể phía sau, nhưng mà bây giờ em xuống tiếp kể luôn là chị Hương bay từ Mỹ về, vừa đáp xuống sân bay cái kịch lao ra tới quán cà phê ngồi với Thanh làm việc tới 6 giờ chiều, từ 1 giờ tới 6 giờ chiều. Qua hôm sau tắt tiếng hư một cái game show mà chị Hương quay hôm sau, và chị Hương truyền nước biển luôn, hai chị em truyền chung luôn. Và rất là vui là Thanh truyền cái nước biển nằm trên cái giường có cái ra màu xanh, Hương cũng nằm cái giường giống vậy. Cái Hương mới gửi lại nói em không sao đâu, chị cũng có chuyện trai nè, thì động viên nhau để vượt qua. Nhưng mà nói thật là đến khi ra hiện trường thì Nico nói sợ Hương là không phải đâu, sợ thời gian thôi. Tại vì bạn rất là sợ tốn tiền, cũng rất là lo, là áp lực phải quay cho chị. Rồi đặc biệt có cái cô sản xuất này, cổ này quá xinh, tôi không biết người này cũng, hai người này có muốn làm gì với nhau hay không. Mà anh này rất sợ cô này, vì cái cô sản xuất này cổ dữ hơn tôi, cũng lo hết tiền bạc, quản lý này nọ hết. Một mình thì Hương nghĩ là một phần hai chị em kể cho quý vị, thì tôi nghĩ là một phần cũng do cái anh chàng đạo diễn này đã chịu nghe Hương la dậy rồi từng ly từng tí, cho nên là để có được cái sản phẩm này như những lời thắc mắc của nhà báo Song Minh, không biết có đủ ý chưa ạ? Dạ, còn có một cái thắc mắc là có phải là lấy từ cái cảm xúc thật hay không, cái chuyện chị di chuyển thường xuyên á? Có, dạ. có một lần á thì Noel à, Noel thì thường ở bên Mỹ thì cái mùa lễ Christmas là một trong những mùa lễ vừa mới liên từ tạ ơn của Thanksgiving tháng 11, sau đó chúng ta vào Noel và vào Tết. Thì cái mùa đó cũng là ngày sinh, gần sinh nhật của con Việt Hương, thì thường cái mùa đó lại là cái mùa phải đi đóng phim Tết, cho nên là cái lịch nó không có trùng khớp để mà dự nhiều cái lịch lễ của con như vậy. Cho nên con cũng đã từng nói với Hương, nhưng mà tại vì đây là Hương diễn nó hơi lố một chút, chứ lúc mà con của Hương nói vậy thì Hương hơi suy nghĩ lại. Tại vì thật ra là mùa hè là con ở bên cạnh Hương, chồng con là bay từ Mỹ về Việt Nam, rồi cũng có mùa là vì Hương bỏ hết show thì ngày Noel về lại Mỹ. Nhưng mà cũng có năm thì con bay từ mùa Noel về lại Việt Nam, cho nên thật ra là cũng có gần nhau. Mà con nít con Hương còn nhỏ lắm, không có lớn như cái bé vai chánh đẹp hồi nãy đâu. Thì con chỉ hỏi như vậy thì mình hơi bất ngờ là ồ, mình dành thời gian ít quá. Nhưng mà thật ra là không có, vì Hương có sự sắp xếp rất cân bằng và sự hỗ trợ đặc biệt tâm lý rất là tốt đối với bé, là có bố đặt tâm lý, như không phải là cô đơn như cái bé trong phim là không có bố luôn. Cho nên là cũng không tới nỗi đâu. Nhưng mà cái sững người đó thì cái lúc đó Nico cũng khóc quá, chắc là Nico cũng không phải khóc hả, rưng rưng hả, cũng cảm xúc là tại vì không biết sao chị Diệu Hương lại diễn như vậy.
Và nếu mà tại vì hôm nay Hà Hiền bị công an kinh tế xuống dịnh cái tiệm tóc rồi, nó mới nhắn nó khóc quá trời, chứ không thôi là em cũng tới đây mà em bị dịnh rồi, thì đang ở nhà giải quyết đó. Thì Hương có nói là em có cần chị tới chị xin không, thì chắc lát thì Hương chạy ra xin giùm. Thì Hà Hiền rất là bất ngờ, tại Hà Hiền thấy chị la trong đoàn phim, la từ sáng tới chiều, quay cảnh là gần tối. Lúc đó chị diễn vậy thì Hà Hiền nó nói chị làm em bất ngờ quá, chị làm em biết là chị diễn như vậy à, cho nên là cái đó chắc là một phần là có thiệt và một phần là có diễn. Thì không biết lúc đó Nico thấy như thế nào, em có bị ba mẹ em bỏ rơi như chị không? Cái tình huống đó thì nó cũng làm cho mình cảm thấy nó gần giống với cái cuộc sống của mình. Thật ra hôm đó lúc đó không phải là một mình em cảm thấy rưng rưng đâu, mà trong mọi người thấy trên phim nó có hai người ba người vậy thôi, chứ thật ra lúc đó trong phòng đứng phải mười mấy 20 người á. Thì cái lúc đó mười mấy 20 người đều có chung một cái cảm xúc là rưng rưng khóc. Thậm chí mà cái bạn AD, cái bạn trợ lý sản xuất quay mà hỏi: ủa anh, chị Hương có diễn không vậy? Hay chị khóc thiệt vậy? Cái mình quay lại không biết nữa. Mà mình đâu có dám hỏi đâu, mình đâu có dám hỏi chị Hương là: ủa chị, bộ chị cũng bỏ con vậy giống vậy. Cái lúc đó mọi người, nếu mà mọi người ở trong cái phòng mà quay hôm đó, mọi người cũng sẽ có cái cảm xúc đó thôi, là cái chị Hương diễn quá thiệt đi. Tới bây giờ mình chị Hương chia sẻ thì em mới biết là chị diễn. Thật ra mà em cũng nghĩ với anh là chị Hương có cảm xúc thật. Tại vì cái hôm đó mọi người, anh nếu mà ở trường quay mọi người sẽ thấy là mọi người đều rưng rưng. Thậm chí mà có mấy bé sản xuất trợ lý sản xuất nó khóc tại chỗ luôn. Mà tại mình thu âm nữa, mình thu âm cái mấy bé khóc nó cứ bệnh miệng mà nó khóc nó chạy ra ngoài hết rồi. Cảm ơn nguồn năng lượng của chị Hương. Thì anh Trấn Thành cũng là sư phụ của em, cho nên là em muốn sản phẩm đầu tay của em phải có mặt của Trấn Thành, và em làm bằng mọi cách cũng như chị Hương, em thuyết phục Xin vào sản phẩm này, và anh Xin thấy ý tưởng và anh Xin đồng ý. Cảm ơn câu trả lời của Hồng Thanh. Bạn Song Minh hướng dẫn cho Hồng Thanh ạ. Vâng, xin mời bạn.